Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 có những tin chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại huyện Lập Thạch. Hôm nay, ngày quốc tế về rừng 21 tháng 3, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rừng với môi trường sinh thái và phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Vĩnh Yên và huyện Vĩnh Tường cho học sinh khối lớp 7 trở lại trường học trực tiếp. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các nhà trường chú trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân tại dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên và các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì buổi đối thoại. Dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên có tổng diện tích trên 16 ha, trong đó trên 13 ha đã được phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định pháp luật, nhất là công khai quy hoạch, tổ chức đối thoại, tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động đến tận các hộ dân. Đến nay, có 5,33 ha đã được bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là dự án do nhà nước thu hồi, phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thành phố Vĩnh Yên thực hiện công khai, minh bạch dự án, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo giá quy định của nhà nước. Với mong muốn nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình đã tiếp thu, lắng nghe ý kiến của người dân, trực tiếp trả lời, làm rõ từng nhóm ý kiến người dân quan tâm. Đối với nhóm ý kiến người dân đề nghị hỗ trợ thêm khi thu hồi đất, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ tiếp thu, xem xét cụ thể, hỗ trợ thêm người dân khi có các nguồn lực xã hội hóa. Để người dân có đất bị thu hồi, sớm ổn định cuộc sống, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đối với việc người dân mua bán, chuyển nhượng đất nằm trong diện tích đất thu hồi, giải phóng mặt bằng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố và các xã, phường cần rà soát, quy chủ, xác định diện tích đất thực tế và bồi thường cho người dân theo diện tích đo đạc thực tế. Đối với các khu mộ nằm trong diện tích đất thu hồi, yêu cầu rà soát quỹ đất nghĩa trang. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét ý kiến đề nghị của người dân về việc quy hoạch các khu mộ của các gia đình về một khu vực. Đối với các ý kiến khác, thành phố sẽ xem xét cụ thể và chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất. Sau buổi đối thoại, đa số người dân đã đồng tình, nhất trí cao với dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên và đề nghị thành phố xem xét hỗ trợ về giá và giải quyết việc làm cho con em trong diện thu hồi đất phục vụ dự án. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân giai đoạn từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm 2021 tại Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi giám sát. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, toàn huyện tiếp trên 3.100 lượt người với 2.700 vụ việc, trong đó kiến nghị phản ánh chiếm 99% tổng số vụ việc. Huyện cũng đã tiếp nhận trên 1.379 đơn khiếu nại tố cáo, trong đó khiếu nại 9 đơn, tố cáo 36 đơn, yêu cầu kiến nghị phản ánh 1.335 đơn. Đến nay, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn không còn phức tạp, không phát sinh khiếu nại tố cáo đông người, điểm nóng về đơn thư. 100% đơn thư khiếu nại tố cáo đủ điều kiện đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, địa phương cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch thông qua hoạt động thực tế và ý kiến tham gia góp ý của các thành viên đoàn giám sát tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn để tiếp tục có thêm những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trong đó cần tiếp tục quan tâm quán triệt, triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo,
rà soát, phân loại, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân. Đối với những kiến nghị của địa phương, cần đề xuất rõ ràng để đoàn tổng hợp đề xuất Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, rừng là một trong những tài nguyên quý báu mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người. Rừng có khả năng tái tạo là bộ phận quan trọng với môi trường sinh thái, đóng góp giá trị to lớn với nền kinh tế quốc gia, gắn liền với đời sống của nhân dân và sự sống còn của dân tộc. Ngày Quốc tế về rừng 21 tháng 3 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của con người về mối liên kết giữa rừng và đời sống, khuyến khích các hoạt động có trách nhiệm phát triển rừng bền vững. Xác định lâm nghiệp là một trong những hướng đi chủ đạo để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Quế, huyện Sông Lô luôn quan tâm, xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch để thúc đẩy phát triển kinh tế đồi rừng, tạo thu nhập và cuộc sống ổn định cho người dân. Hiện nay, tất cả diện tích rừng do nhân dân trồng ở xã Đồng Quế đều phát triển tốt, cho khai thác và mang lại hiệu quả kinh tế khá. Mỗi năm, toàn xã trồng mới được hàng chục hecta đất lâm nghiệp. Nhờ vậy, độ che phủ rừng đến nay đạt gần 80%. Chúng tôi được nhà nước giao cho 12 ha rừng. Cái hiệu quả trồng rừng thì hàng năm cũng được đi tập huấn chi cục đến hạt kiểm lâm là cho tập huấn về trồng rừng. Về cái hiệu quả, ví dụ như tôi trồng U6, thường thường dân chúng tôi trên này là hay trồng cây U6 là nó có hiệu quả, nó có thể nó mỗi ha nó có thể đạt tới từ 80 đến khoảng 100 mốt trên một 100 mốt trên khối. Thế mà nếu mà tính trị giá tiền bây giờ nó khoảng gần 100 triệu một ha trên một ha đấy. Trong những năm vừa qua thì Ủy ban xã Đồng Quế đã có nhiều giải pháp để triển khai công tác chăm sóc bảo vệ rừng. Đặc biệt là tổ bảo vệ rừng của chúng tôi liên tục kiểm tra rừng, phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm huyện Sông Lô. Hàng năm có mở lớp tập huấn cho tất cả các chủ rừng trên địa bàn của xã. Nhờ đó mà người dân ý thức rất là cao. Qua nhiều năm thì rừng của Đồng Quế trên địa bàn xã Đồng Quế phát triển rất là xanh tốt, không xảy ra cháy. Để bảo vệ rừng, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp sau khi phê duyệt công bố kết quả hiện trạng rừng cho Chi cục Kiểm lâm thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng, tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm, cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo. Tỉnh cũng huy động các nguồn lực xã hội vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Rừng của Vĩnh Phúc được bảo vệ và phát triển tương đối tốt, đã và đang phát huy giá trị tác dụng về môi trường, đồng thời cũng là cung cấp nguồn, đem lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho đồng bào dân tộc miền núi. Nhiều hộ từ thu nhập từ rừng cũng đã làm giàu, đã xây dựng được những ngôi nhà khang trang và mua sắm được những tiện nghi đắt tiền, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhưng điều cũng đáng buồn là tình trạng cháy rừng, phá rừng và sử dụng rừng trái pháp luật trong năm qua vẫn còn xảy ra. Những hành động đó đã góp phần làm suy giảm diện tích về rừng, suy giảm môi trường sống. Nhân ngày Thế giới bảo vệ phát triển rừng, chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân dân hãy cùng nhau nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng nhau đóng góp công sức và trí tuệ để bảo vệ và phát triển rừng của Vĩnh Phúc, cùng nhau tô thắm thêm cho màu xanh của núi rừng Vĩnh Phúc. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 95% số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được triển khai điều trị tại nhà, nơi lưu trú. Việc điều trị tại nhà cho các trường hợp F0 đã được các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ, bài bản, hiệu quả
đa dạng các hình thức hỗ trợ điều trị, chăm sóc, cho nên không có trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà chuyển nặng. Sau khi biết mình bị mắc COVID-19, anh Nguyễn Đức Biên, thôn Hoàng Oanh, xã Hưng Sơn, huyện Bình Xuyên đã đăng ký với chính quyền địa phương thực hiện việc tự cách ly, điều trị bệnh tại nhà. Trong quá trình điều trị, anh cảm thấy rất yên tâm vì được cán bộ y tế thường xuyên đến thăm khám, hướng dẫn và động viên tinh thần. Từ khi bị mắc bệnh đến giờ thì hôm nào cũng có các cô của trạm y tế lên thăm khám, hỏi thăm cũng như là hướng dẫn cái cách phòng chống và điều trị bệnh COVID-19. Và đến ngày hôm nay thì khi đã uống thuốc trải qua được 2 hôm rồi thì thấy bệnh tình là nó cũng đỡ, và hôm nay là không thấy sốt và cũng không thấy ho nữa. Kể từ khi triển khai áp dụng việc điều trị F0 tại nhà, xã Hưng Sơn, huyện Bình Xuyên có trên 2.300 trường hợp bệnh nhân thực hiện việc cách ly, điều trị tại nhà. Để hỗ trợ các bệnh nhân điều trị tại nhà, chính quyền xã đã yêu cầu các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 cộng đồng phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế của trạm y tế lưu động, thường xuyên trao đổi, trực tiếp thăm khám cho các F0, tăng cường hỗ trợ trực tuyến cho các F0. Chúng tôi đã triển khai thứ nhất là lập cái nhóm Zalo của từng thôn để hỗ trợ những đối tượng F0 tại nhà. Thứ hai đấy là có thăm khám trực tiếp tại nhà và qua nhiều hình thức, và có thể là gọi điện thoại trực tiếp. Khi mà bệnh nhân có cái diễn biến bất thường thì có thể gọi điện thoại qua cái đường dây nóng của trạm, hoặc là có thể trao đổi trực tiếp qua cái số điện thoại của cái cán bộ y tế mà phụ trách cái thôn đấy, hoặc là có thể trao đổi qua Zalo. Sau đó chúng tôi sẽ xuống thăm khám trực tiếp cho bệnh nhân. Tại xã Đào Tú, huyện Tam Dương, các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều được quản lý và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong quá trình điều trị, được phát các túi thuốc hỗ trợ gồm các thuốc cơ bản, thuốc nâng cao thể lực, tăng khả năng miễn dịch, kháng thể, đồng thời được tư vấn hỗ trợ về các nhu cầu thiết yếu, phục vụ sinh hoạt khi cần thiết. Ngoài cái việc mà cấp phát thuốc và hướng dẫn điều trị, và tổ COVID cộng đồng cũng như các cái tổ liên gia tự quản là phối hợp cùng với ban chỉ đạo hướng dẫn cũng như là hỗ trợ các cái trường hợp mà chăm sóc, hỗ trợ điều trị tại nhà, kể cả đối với trường hợp F1 khi có nhu cầu ví dụ mua bán về thức ăn này, lương thực thực phẩm này, hoặc là cái gì mà liên quan đến gia đình thì cái tổ COVID cộng đồng và cùng với lại cái tổ liên gia tự quản hỗ trợ kịp thời đấy. Và chúng tôi cũng có 2 cái số điện thoại để mà cung cấp lên đối với tất cả các cái tổ COVID cộng đồng của các thôn cũng như các tổ liên gia, là chúng tôi đều vào đưa vào cái hệ thống nhóm Zalo của trung tâm chỉ huy. Nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, hiện nay tất cả 136 xã phường thị trấn trong tỉnh đều thành lập các nhóm Zalo để tiếp nhận thông tin phản ánh của các trường hợp F0 và hướng dẫn F0 điều trị bệnh tại nhà 24/24 giờ. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ được tăng cường về cơ sở đã bắt tay ngay vào công việc hỗ trợ lực lượng tuyến dưới. Các đội hỗ trợ tăng cường nhân lực kịp thời giải quyết các thủ tục giấy tờ, phát túi ni lông đựng rác thải, sẵn sàng đi chợ mua lương thực thực phẩm cho các F0, tạo điều kiện tối đa cho các tổ y tế tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, Vĩnh Phúc đã hạn chế đáng kể tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và tất cả F0 đều được quản lý, quan tâm, nằm trong vòng kiểm soát. Người dân yên tâm tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh giá tình hình thực tế về diễn biến dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát trên địa bàn, hôm nay, thành phố Vĩnh Yên và huyện Vĩnh Tường đã cho học sinh từ khối lớp 7 trở lại trường học trực tiếp. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được các nhà trường chú trọng, tất cả với mục tiêu đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Sau một thời gian dài phải học trực tuyến, cả giáo viên và học sinh của trường Trung học cơ sở Khai Quang đều cảm thấy phấn khởi khi được trở lại trường học trực tiếp vào ngày hôm nay, đặc biệt là với những học sinh cuối cấp khi sắp phải bước vào chặng đua nước rút. Khi mà các con đến trường thì tất cả giáo viên cùng sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu là các con cùng với các cô, các thầy cô yêu cầu thực hiện tốt cái quy định về thực hiện 5K ngay cả trong lớp học và ngay cả trong trường học để đảm bảo làm sao được là cái việc và các con được đến trường học tập là an toàn, hiệu quả và đạt được kết quả cao. Tôi cảm thấy rất là vui ạ, tại vì kiểu sau một thời gian dài đi học trực tiếp trở lại thì em được gặp lại các thầy cô và các bạn, được học tập trực tiếp thì nó vẫn hiệu quả hơn là học tập qua ứng dụng Zoom. Em cảm thấy là đỡ lo hơn vì đây là năm cuối cấp nên là bọn em có thể ở đây bọn em có thể học trực tiếp được với các bạn
được gặp các bạn, được gặp thầy cô thì nó sẽ rất là tiện lợi trong việc truyền tải, tiếp nhận thông tin, kiến thức từ các thầy cô. Trước khi trở lại trường học, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh yêu cầu 100% phải thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính. Bên cạnh công tác vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế phục vụ cho học sinh và giáo viên trong từng lớp học. Quá trình học được kết hợp đan xen giữa học trực tuyến và học trực tiếp. Đối với những học sinh thuộc diện F0, nhà trường cũng đã bố trí lớp học để đảm bảo kiến thức cho các em. Đối với các em học sinh hiện nay đang là F0, thì nhà trường cũng đã phân công, có cái thời khóa biểu phân công cho giáo viên để mà dạy các con rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cái số lượng đấy thì mỗi lớp giải rác một ít thôi. Thì nhà trường hiện nay là sẽ tạo thành một cái khung giờ riêng để cho các con học. Đấy. Thế còn đối với các em học sinh lớp 9 ấy, mà đây là cái thời điểm rất là quan trọng đối với con, thì nhà trường cũng chọn cử các giáo viên để mà phân công giảng dạy cho các cái em học sinh lớp 9. Thì cũng rất là may là cái đối tượng học sinh lớp 9 thì cái số lượng đấy nó không nhiều. Thế còn với những em ấy thì vừa rồi cái giai đoạn này là sẽ là học trực tiếp, thì nhà trường sẽ cố gắng là trang bị những kiến thức cốt lõi, những kiến thức mà trọng tâm cốt lõi để mà hướng các con có được cái kiến thức tốt. Phòng cách ly y tế tạm thời cũng đã được nhà trường chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó khi học sinh có biểu hiện mắc COVID-19 trong quá trình học. Đến thời điểm này, chỉ còn duy nhất học sinh khối 6 của các nhà trường trên địa bàn thành phố vẫn phải duy trì trạng thái học trực tuyến. Trong buổi đầu quay trở lại học trực tiếp, trường Trung học cơ sở Đại Đồng có 60 học sinh khối 7, 8, 9 vắng mặt phải học trực tuyến do liên quan đến dịch COVID-19. Để đảm bảo chương trình của năm học, nhà trường đã yêu cầu giáo viên nhanh chóng ổn định nền nếp, triển khai ngay nội dung các môn học, đồng thời chủ động thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc tầm soát COVID-19 cho giáo viên, học sinh, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách lớp với lớp. Nhà trường thông báo đến giáo viên chủ nhiệm để thông báo đến phụ huynh học sinh, chuẩn bị cho học sinh đi học đến trường. Và những em nào mà F1, F0 thì ở nhà điều trị mà hết cách ly thì mới được đến trường. Và những em nào mà có biểu hiện về sức khỏe thì gia đình sẽ test cho học sinh để tránh nguy cơ là mang mầm bệnh đến trường. Nhà trường khi học sinh trở lại, nhà trường thực hiện là chỉ đạo là test tầm soát từ 5-10%. Tất cả các em học sinh đều rất hào hứng khi được quay trở lại trường học và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Được đến trường thì bọn em cảm thấy rất là vui. Sau một thời gian học online thì em cảm thấy là thay vì học trực tuyến thì học trực tiếp sẽ có hiệu quả hơn, vì cũng sắp thi học kỳ rồi ạ. Đến lớp thì bọn em vẫn tuân thủ quy tắc 5K như là đeo khẩu trang, sát khuẩn và vẫn giữ khoảng cách đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho tất cả các bạn học sinh ạ. Tại trường Trung học cơ sở Yên Bình, trong buổi học đầu tiên, nhiều lớp học đã tổ chức cho các em học sinh làm bài kiểm tra khảo sát đánh giá chất lượng trong thời gian học trực tuyến để kế hoạch triển khai dạy học và ôn tập cho phù hợp. Trước khi học sinh quay trở lại, nhà trường đã tuyên truyền để phụ huynh thực hiện việc test COVID-19 cho con em mình và có kết quả âm tính mới đến trường. Để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phòng dịch, kit test nhanh, khẩu trang, nước sát khuẩn tay phục vụ giáo viên, học sinh và thành lập các phòng cách ly tạm thời. Chúng tôi đã kiện toàn ban tổ phòng chống dịch COVID nhà trường do đồng chí hiệu trưởng làm tổ trưởng. Và chúng tôi đã cắt cử giáo viên để tham gia cái tổ phòng dịch đó. Và chúng tôi thường trực tại trường, và khi có tình huống mà học sinh F0 thì trước tiên là chúng tôi đưa học sinh về phòng y tế. Sau đó chúng tôi phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch xã và chuyển đến bên chuyên môn và trạm y tế xã để phối hợp và điều trị cho các em. Hiện nay, hầu hết các em học sinh từ khối lớp 7 trở lên trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Do vậy, việc cho học sinh đến trường học trực tiếp là việc làm cần thiết, thể hiện sự thích ứng, linh hoạt trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, đồng thời tạo điều kiện cho các trường học tập trung, triển khai nội dung chương trình và tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh trước khi kết thúc năm học 2021-2022 theo kế hoạch.
Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gắn với chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, từ đó góp phần kéo giảm tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Huyện Tam Đảo, một trong những địa phương trọng điểm về du lịch của tỉnh. Để xây dựng địa bàn an ninh, an toàn, Công an huyện Tam Đảo đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kiên quyết không để bị động bất ngờ. Tính riêng trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, được thực hiện từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh hơn 20 vụ việc liên quan đến kinh tế, ma túy và môi trường. Đội kinh tế ma túy Công an huyện Tam Đảo đã tập trung rà soát địa bàn, lập danh sách những đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến 3 lĩnh vực kinh tế, ma túy và môi trường. Trong cái đợt cao điểm, đội kinh tế ma túy của Công an huyện đã tập trung đấu tranh bắt giữ đối với 7 vụ liên quan đến đối tượng về ma túy, 13 vụ liên quan đến lĩnh vực về kinh tế, thì trong đó là có tập trung đấu tranh là có bắt giữ xử lý là 3 vụ liên quan đến mua bán tàng trữ pháo nổ, đấu tranh bắt giữ xử lý 17 vụ liên quan lĩnh vực về môi trường. Để đảm bảo an ninh trật tự trong toàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố thành lập tổ công tác tuần tra tại các địa bàn, khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra vụ việc gây rối, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Đồng thời triển khai có hiệu quả phong trào vì an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến từng khu dân cư. Lực lượng công an sẽ tăng cường các tổ công tác gồm phối hợp các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra để tuần tra hỗn hợp trên khắp các cái tuyến địa bàn trong cả tỉnh để phát hiện các cái hành vi vi phạm, phạm tội trên tất cả các cái địa bàn lĩnh vực để xử lý nghiêm nhằm răn đe, cũng phòng ngừa và cũng trừng trị những loại tội phạm xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, đến tài sản của nhân dân. Với sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được đảm bảo. Tính từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, cơ quan công an đã điều tra làm rõ 83 trên 95 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 174 đối tượng, thu hồi tài sản trên 800 triệu đồng, phát hiện bắt giữ 72 vụ với 78 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Bắt giữ 70 vụ với 81 đối tượng mua bán tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 310 kg pháo các loại. Các loại tội phạm hình sự tiếp tục được kiềm chế. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức lớp tập huấn tình nguyện viên phục vụ hai môn muay và golf nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho SEA Games 31 diễn ra tại Vĩnh Phúc vào tháng 5 tới. Lớp tập huấn đã thu hút 120 học viên là cán bộ, nhân viên, giáo viên, sinh viên của các đơn vị tham gia phục vụ SEA Games. Tại lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ những kiến thức liên quan tới thể thao Việt Nam và các đại hội thể thao quốc tế, đặc biệt nhấn mạnh thông tin chung về SEA Games 31, lịch trình thi đấu và các môn thể thao tại các địa điểm trong nước, trong đó có hai môn muay và golf thi đấu tại Vĩnh Phúc từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 5. Theo đó, các tình nguyện viên của Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ công tác đưa đón đại biểu, cán bộ đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài các nước bạn, truyền đạt, cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng dẫn các đoàn trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong quá trình diễn ra SEA Games, lễ tân khánh tiết, hỗ trợ đội thi đấu, hướng dẫn giao thông tại các địa điểm thi đấu, dẫn chương trình, phiên dịch, làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ tại sân thi đấu, các cơ sở y tế, khách sạn, góp phần cho thành công chung của SEA Games 31. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.